Chào các bạn nha. Hôm nay mình là một bên một chỉ là một thợ thi xe của bác thôi. Hôm nay mình lên đây mình dẫn các bạn đi xem cái bãi xe của ông chú của mình theo như yêu cầu của một số bạn ở ở miền Tây với lại Quy Nhơn Bình Định nha các bạn. Các bạn biểu mình là làm video này để các bạn xem tôi có cái loại xe nào phù hợp để các bạn lấy cho các bạn dọn các bạn bán nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi xem cái bãi xe của ông chú mình. Có gì cứ liên hệ với mình qua kênh rồi mình sẽ cho số điện thoại rồi mình sẽ làm sau nha các bạn. Đây là cái bãi xe của ông chú mình đây. Nói chung là rất là nhiều xe. Đây. Tất cả các loại xe luôn nha các bạn. Đây xe nhiều. Đây là quay Trung Quốc, quay thường nha các bạn. Rất là nhiều xe. Đây Jupiter xịn này các bạn. Jupiter xịn này. Jupiter vơ xịn. Sirius xịn luôn nha các bạn. Đó, Sirius xịn luôn đó. Sirius xịn nha các bạn. Đây. Jupiter xịn luôn nha các bạn. Jupiter vơ xịn. Rồi một con quen pha nữa này các bạn, quay trăm mười, quen pha trăm mười tự nói nha các bạn. Đó, quay là mới tự nói mua lắm. Sirius The Dream. Đây một con Jupiter xịn nữa này các bạn, sẽ xịn hết á. Còn xe Trung Quốc cũng có rất là nhiều nha các bạn, rất nhiều xe Trung Quốc. Rồi Win Win cũng có luôn nha các bạn. Win rồi những cái con RS như thế này này, RS Trung Quốc rồi RS Honda xe xịn đều có nha các bạn. Novo, đây là Novo 2 nha các bạn. Novo 2. Đó, RS Trung Quốc này, Win này các bạn. Đó, rất là nhiều xe cho các bạn lựa chọn nha. Đây là một con Novo đời đầu nha các bạn. Novo đời đời. Black Adila này. Victoria này nha các bạn. Đó, Adila. Đây là bãi xe cũ của ông chú này nha các bạn. À. Quay RS Minh Đào. Dream này các bạn. Rất là nhiều xe cho các bạn lựa chọn. Đây, làm con Attila, hai con Attila này các bạn. Màu đỏ và màu đen nha. Các bạn thấy cái loại xe nào phù hợp cho các bạn thì các bạn lái nha các bạn. Đây, một con Dream Honlay nha các bạn. Lifan Honlay nha. Xe rất là nhiều. Để mình dẫn các bạn xem. Rồi. Đó là bãi xe phải đỡ đóng đóng rồi nha các bạn. Đó, xe rất là nhiều. Xe nhiều, con Dream lùng long kinh này các bạn. Đây, Dream cao. Đây, mình thấy một con Exciter này. Enter hình như là Exciter 4 số đó. Xe này thì nát hết rồi, còn cái cục máy không à. Bạn nào mà lấy cục máy thì cứ liên hệ với mình nha. Đây là cái bãi xe của ông chú à. Chú mình đây. Đây, ông đấy. Xin chào. Đây là bãi xe của chú mình đó.
các bạn cứ xem rồi mua xe rồi là cái gì là cứ liên hệ với mình nha, mình sẽ lên kênh là mình sẽ cho chiếc điện thoại đây làm quay lại cho các bạn xem cái máy của Exciter nha các bạn. Bạn nào cần thì cứ liên hệ với mình sẽ báo giá cho các bạn. Đây, xe này chỉ còn cái máy thôi, không còn cái gì hết, lấy được cái máy thôi, máy với bộ dây điện nha các bạn. Hình như ISO rồi cũng không có còn đâu, chỉ còn cái máy dây điện còn thì cũng còn cái sơ thôi. Rồi máy bô nhúng nhét còn hết nha các bạn, máy này còn y nguyên máy Exciter 4 số rồi. Đây là quay nha các bạn, tất cả xe là quay hết nha. Quay bạn nào cần mua xe cứ liên hệ trực tiếp lên kênh cho mình nha, đợi số điện thoại lại là mình sẽ gọi lại cho các bạn nha. Xe rất là nhiều. Tha hồ cho các bạn lựa chọn nha. Max Revo là các bạn trăm mười. Xe của Suzuki. Xe mẫu mã rất là đẹp. Chỉ điều mắc máy cánh bẩn thôi. Máy còn rất là đẹp nha các bạn. Smart Revo. Smart Revo 110 nè. Thì rất là nhiều. Xe nhiều. Đây là các anh thợ siêng nhất của Nam đây. Thợ này đẹp trai này. Ông đây cũng đẹp trai này. Đẹp sảnh rồi anh. Đây này các bạn, hôm nay là xe xịn hơi bị nhiều đó. Rim Thái này, rim Thái xe rút này, Aber này, rất nhiều nha các bạn. Novo lợi ích, Novo lợi ích nha các bạn. Rất là nhiều xe. Đây, Jupiter. Jupiter rồi RS. Đoạn trong này là toàn xe xịn thôi nha các bạn. Xe hãng không đó, Black nè. Một đèn Sirius. Quay cá này, quay S đó các bạn. Jupiter. Đây, Novo RS. Rồi. Còn một con Win Commander, Win Nhật đó đây các bạn. Hai Win Nhật Commander. Con này là Win Nhật nha các bạn, Win Nhật Commander đó. Rồi. Dream Thái nha các bạn. Dream Thái này. Sirius. Con này là toàn xịn không? Con phía trong cùng là Suzuki Smart nha các bạn. Con đen này là RS. Quay S đó, quay cá, quay A còng. Quay pha. Một con xe Tega nha, Classico nha các bạn. Classico nha. Bạn nào cứ muốn mua xe nào thì cứ liên hệ trực tiếp qua kênh cho mình nha, đợi số điện thoại vậy mình sẽ gọi nha, cứ gọi lại cho các bạn trong
thời gian sớm nhất. Đây các bạn, rất là nhiều xe, tha hồ cho các bạn lựa chọn nha. Đây con quay Alpha đây, quay Alpha A cộng đây, VS đời mới nha các bạn. Xe còn rất là đẹp, đầu nằm còn trắng bóc luôn. Jupiter Dream Thái nè, Sirius nè các bạn, tem đập. Đó là một con Noya nha các bạn. Đây Noya, còn tương đối đẹp. À, xe này là xe dọn rồi nha các bạn, thì sửa chữa xong hết rồi, thì chỉ có đi bên đây Turbo là ít luôn rồi các bạn, còn luôn con motor luôn. Đây các bạn, motor đẹp chưa? Đấy, những bạn nào mà hôm trước hỏi mình đã đây là con Kitty nha các bạn. Hỏi mình thì cứ lên kênh inbox số điện thoại trực tiếp cho mình rồi mình sẽ liên lạc lại cho các bạn. Đây, một con Kia mới tinh luôn nha các bạn. Đây, rất là nhiều xe. Hàng này là xe đã làm xong nha các bạn, đã dọn xong. Sirius, hay là tàu Sirius đây nha các bạn. Rồi, là một con Jupiter. Rồi bạn nào bữa mà inbox nói với mình là lấy số lượng lớn thì cứ liên hệ với mình qua kênh nha các bạn. Đợi số điện thoại lại mình sẽ liên hệ lại cho các bạn sớm nhất. Xe rất là nhiều, bạn muốn lấy bao nhiêu cũng có, không sợ hết nha các bạn. Rồi ở trước đây còn một mớ nữa đây các bạn. Rất là nhiều xe. Rồi, quay hết nha các bạn. Rất là nhiều các bạn, xe nhiều lắm. Mình thích nhất là con mô tô. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Chúc các bạn thành công và thành đạt hơn trong cuộc sống, chúc các bạn sức khỏe. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chào các bạn.